Xin thân mến, xin thân ái, kính chào tất cả quý bà con cô bác ba miền quay lại với kênh máy xúc con cầu Jeben của chúng tôi. Ở trên màn hình đây thì quý vị có thấy là chúng tôi đang có ngay đó là một em Solar 05 quý vị nhé. Dòng này thì bánh nốt. Hiện tại con này vẫn đang hoạt động rất là bình thường. Con này nói chung là quý vị cứ về đổ dầu chạy thôi. Anh em nào kỹ hơn một chút xíu thì về có thể xúc kết nước này, rồi thay nhớt máy này, thay nhớt thủy lực này, bảo trì bảo dưỡng sơ sơ một chút xíu là chúng ta vác đi kiếm ăn thôi. Ta cây dầu đổ đầy xăng vào đi kiếm ăn. Rồi con này máy 130. Hiện tại thì con này đang ở trên vùng Tây Nguyên của chúng tôi quý vị. Mọi chi tiết cụ thể thì quý vị có thể xem hết cái video này. Video này dài đâu đó khoảng 8 phút. 8 phút quý vị nhé. Sau cái màn trình diễn của em nó thì đằng sau cái video này á, chúng tôi có để đâu đó mấy chục cái hình ảnh chi tiết cụ thể nhất từ con Solar này, để cho quý vị có thể chiêm ngưỡng cũng như là tìm hiểu cái sản phẩm này. Như đã nói thì những cái sản phẩm mà chúng tôi đăng tải lên thì đều được nhập về và đi làm. Con này thì máy dân, chúng tôi sẽ nói luôn là máy dân. Còn những con PC60-6 hoặc những cái sản phẩm như là Jasit 120, Hyundai 215-9 hoặc là Jasit 200-1 thì chúng tôi đều nhập và chưa có sử dụng ở Việt Nam. Thì con này máy móc như nào chúng tôi sẽ nói luôn để cho quý vị có thể yên tâm tìm hiểu. Con này thì đời sâu thôi, nhưng về cái chất lượng cũng như là sự bền bỉ của nó, nếu mà quý vị đã sử dụng cái sản phẩm này rồi thì quý vị có thể là cảm nhận được cái giá trị cũng như là cái chất lượng của nó. Tuy nhiên những cái sản phẩm mà lò đồng cối đá thì cũng phải được sự chăm sóc của con người, quý vị ạ. Máy móc thì máy, nhưng mà quý vị mà chăm nó như con của mình á thì nó rất là bền và sẽ theo chúng ta năm tháng và thời gian. Nó là một công cụ kiếm tiền thì quý vị có thể về chăm sóc nó tốt hơn và kỹ hơn. Nói chung là chăm sóc như con cái của mình á, thì nó sẽ không phụ quý vị đâu. Mọi thông tin chi tiết cụ thể nhất thì quý vị có thể là nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho chúng tôi. Một số quý khán giả, quý anh chị nhắn tin trên kênh YouTube của tôi, chúng tôi không kịp trả lời thì mong mọi người thông cảm. Nếu mà anh em thiện chí thì cứ nhắn hẳn tin qua Zalo cho chúng tôi, vì kênh Zalo của chúng tôi bây giờ nó đầy quá rồi. Quý vị cứ nhắn hẳn tin trực tiếp qua, nó lồi tin nhắn nên là chúng tôi sẽ trả lời ngay tức khắc cho quý vị. Hoặc quý vị có thể bớt chút thời gian gọi trực tiếp vào cái số điện thoại chúng tôi để trên màn hình, giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc về những sản phẩm mà chúng tôi đang có. Ngoài những sản phẩm 05, 07 khối 2 ra thì chúng tôi còn một số máy 03 chúng tôi nhập và thủ công tại Bình Dương. Dưới Bình Dương thì chúng tôi sẽ không để cái dòng 05, 07 và khối 2, vì dưới đó làm việc trong thành phố không cần và không dùng đến cái sản phẩm, mà không dùng đến cái dòng to như vậy, cho nên chúng tôi không có để. Và những dòng to như thế thì chúng tôi thường là sẽ để trên thành phố Buôn Ma Thuột, vì trên đây thì công trình nó nhiều, cộng thêm nữa là khu vực nó rộng, công trình lớn nhiều, nên là chúng tôi để những cái sản phẩm đó ở trên Đắk Lắk. Còn dưới khu vực miền Nam thì chúng tôi chỉ có để dòng 03 như nhá, 03. Những con này thì hiện tại thì vẫn đang hoạt động và vẫn đang làm việc. Nếu mà quý vị có đi xe máy thì có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi vị trí để cho anh em bà con cô bác đến tận nơi nhìn tận mắt, sờ tận tay cái sản phẩm mà chúng tôi đang có. Mọi người xem video của kênh máy xúc cần cầu của CBN, mọi người có thể đăng ký kênh. Mỗi khi chúng tôi ra một số cái sản phẩm, cứ ngày nào chúng tôi cũng sẽ có đăng một cái sản phẩm bất kỳ lên, thì quý vị có thể là nhận được ngay cái thông báo
từ kênh YouTube của ông tôi để tham khảo, cũng như là mọi người đang cần những sản phẩm nào nó phù hợp thì quý vị sẽ xem được ngay những video mà chúng tôi đăng tải. Quý vị có thể chia sẻ những cái video mà chúng tôi đăng tải lên cho bà con cô bác, nhiều khi anh chị em đang cần tìm những sản phẩm làm sao nó vừa và phù hợp với túi tiền thì chúng tôi đều đáp ứng được. Như đã nói thì chúng tôi có hai bãi đầu tiên. Bãi thứ nhất thì chúng tôi có hai cơ sở ở trên thành phố Buôn Ma Thuột, và nữa là ở dưới Bình Dương, và một số con máy chúng tôi có liên kết và đang hoạt động ở khu vực quận 9 thành phố Thủ Đức để làm vật liệu xây dựng. Thì đa số những sản phẩm đó khi chúng tôi lấy về và rút công ra thì đều được cho đi làm. Máy móc hoạt động như thế nào thì về chúng tôi mới rửa ráy lên và bắt đầu với dọn. Và quý vị có thể lưu ý, chúng tôi có cả giá chưa dọn và giá dọn. Nếu mà chúng tôi rảnh chúng tôi sẽ dọn lên, còn nếu mà chúng tôi không rảnh chúng tôi sẽ nhập về và rút công ra, lắp gầu, rửa sạch đi để nguyên như vậy. Nếu mà quý vị anh chị lên muốn mua ở cái khúc phân khúc nào thì chúng tôi sẽ bán ở phân khúc đó. Quý vị có thể mua ở những phân khúc là chưa dọn thì chúng tôi bán cái giá chưa dọn tại chỗ cho quý vị, và quý vị muốn dọn tại bãi của chúng tôi thì hết bao nhiêu tiền quý vị sẽ trả tiền dọn đó. Đó là cái phương thức mà chúng tôi đang bán hàng với phương châm bán hàng nhanh nhẹn, thật thà và chi tiết từng cái máy để gửi cho quý vị. Sau đây là một cái số hình ảnh chi tiết cụ thể nhất mà chúng tôi có đăng lên để gửi cho quý vị đang xem đây. Nhân tiện đây thì cũng xin cảm ơn quý anh chị, quý bà con cô bác, quý khán giả trong thời gian qua đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ kênh, cũng như là ủng hộ những cái sản phẩm mà chúng tôi đang có. Nói chung là trong cái thời gian mà khi chúng tôi làm việc như vậy á thì không thể nào đâu 100% được, nên là làm dâu trăm họ nó cũng rất là nhiều cái khó nói. Chúng tôi sai đâu thì mọi người có thể lượng thứ cho chúng tôi để chúng tôi rút kinh nghiệm và làm tốt hơn trong tương lai. Bây giờ thì có thể là xin phép dừng cái video ở đây. Rất là cảm ơn quý anh chị, quý bà con cô bác, quý khách hàng đã luôn luôn yêu thương và tin tưởng ở bãi máy chúng tôi trong suốt thời gian qua. Mặc dù còn nhiều thiếu sót thì mong mọi người hết sức thông cảm. Bây giờ thì thân ái xin chào, hẹn gặp lại tất cả bà con ở những video tiếp theo của kênh Máy Xúc Cần Cẩu ở xem.